Xin chào quý vị, chào mừng các bạn trở lại với Bình Thạnh Sport Park tại quận Bình Thạnh. Và đây sẽ là diễn biến của trận bán kết thứ hai giải bóng đá vô địch Sơn Nam Sài Gòn lần thứ tư Huy Hoàng Mobile Cup 2022 S5 Sài Gòn S4. Trận đấu giữa Bamboo FC và Minh Châu. Đây cũng được xem là hai đội bóng ứng viên cho chức vô địch của giải năm nay. Và họ chạm mặt nhau tại trận đấu bán kết để tìm ra đối thủ với chim cánh cụt ở cuộc đối đầu diễn ra vào chủ nhật tuần này. Công Tuấn Kiệt, Cao Chí, Quốc Hoàng sẽ là những người điều khiển chính trận đấu mà chúng ta chuẩn bị theo dõi. Bên phía Bamboo đứng ra sân của họ gồm số 19 thủ môn Hầu Văn Hoàng Tuấn, cầu thủ số 12 Hà Đức Ngọc, số 14 Nguyễn Thành Đạt, số 16 Lê Văn Khoa và số 8 đội trưởng Đoàn Văn Định, Định Sói. Về phía Minh Châu FC thì Nguyễn Toàn Diện, thủ thành áo số 15 cùng với Trần Bá Tiến, mã áo số 11, số 4 Ca Gôi, số 21 Lê Minh Vũ và số 38 là Phan Khắc Chí là những lựa chọn xuất phát đến từ huấn luyện viên Phan Trần Tuấn Anh. Hôm nay đeo băng đội trưởng của Minh Châu FC đó là Phan Khắc Chí, Pikachu. Và như vậy là hiệp 1 trận bán kết 2 giải bóng đá vô địch Sơn Nam Sài Gòn lần thứ tư đã bắt đầu. Ở trong hiệp đấu đầu tiên thì Minh Châu FC trong bộ trang phục áo trắng sẽ bảo vệ khung thành bên phía phải màn hình của quý vị. Đó là cú đá đầu tiên của trận đấu này bên phía Bamboo. Cú đá thẳng. Cú đá rất căng đến từ Hà Đức Ngọc. Tỷ số vẫn đang là không đều. Và cắt bóng tốt. Dứt điểm. Cú đá của người mới vào sân bên phía Bamboo, Thành Đạt. Phan Khắc Chí. Rất tốt. Cú dứt điểm. Cơ thứ hai. Đó là thời cơ được tạo ra từ Trần Bá Tiến. Tình huống tạo ra được sóng gió đích thực đến từ phía của cầu thủ mang áo số 11. Pressing tốt đến từ các cầu thủ Minh Châu. Cơ hội đối mặt, không vào. Đó là cơ hội được trao cho Hồ Văn Tú sau một quả tà lồng đầy điệu nghệ của Thịnh Messi. Họ sẽ lên bóng đầu tiên với Phan Khắc Chí, xoay trở rất tốt. Vẫn đang là Pikachu. Xoay chóng mặt. Vừa rồi cũng phải hai vòng. Nhưng đối đầu với anh cũng cứng cựa. Một đối thủ rất cứng đó là Định Sói. Đường chuyền. Cú đá rất nguy hiểm đến từ Định Sói và Hưng là người cũng đã chạm được sượt quả bóng. Hồng Quý. Rất hay. Và đến đâu? Tiếc quá. Tuyệt vời. Ta vừa được chứng kiến một pha bóng hoàn toàn có thể vào highlight với một tình huống hãm gầm. Sau đó là giật quá mềm để loại bỏ cầu thủ đối phương. Đây, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng lại pha làm chậm này, pha bóng này. Hãm ngực chứ không phải là hãm gầm. Và sau đó là một tình huống mới là kéo gầm với cái hồng quá dẻo của Hà Đức Ngọc. Một không! Hoan hô Hà Đức Ngọc. Và người lập công cho các cầu thủ Bamboo là số 7 Lê Hồng Quý. Một bài đánh đã được dặn dò rất kỹ ở sát đường biên đến từ ông Nguyễn Hữu Hoàng Phúc và nó trở nên cực kỳ hiệu quả. Tài Ma cùng Đinh Đức Thành là những người đứng trước bóng. Đức Thành. Thành. Cơ hội thứ hai. Chưa thể có khoảng trống dưới điểm. Phan Khắc Chí. Đây nó phải gọi là bóng 3. Tình huống thứ 3 thì Minh Châu đã tận dụng được. Quả đá thẳng của Đinh Đức Thành, sau đó là họ có nhịp hai. Đó là tình huống xử lý rất hay của Tài Mà. Cái gạt bóng vừa đủ và nhiệm vụ của Phan Khắc Chí là đứng giữ lấy cột hai. Tài Mà pha cắt bóng tốt, Hà Đức Ngọc cú đá ngay, lại là phản xạ tuyệt vời đến từ Toàn Diện. Đây là anh Tài sẽ là người thực hiện đường chuyền. Phan Khắc Chí. Nguy hiểm. Thiếu chút nữa thì đã có bàn thắng cho Phan Khắc Chí. Hợp lý, Định Sói có khoảng trống. Nhưng cú đá của Định Sói đã không thể chiến thắng được Toàn Diện. Những cú đá chân trái của số 8 Đoàn Văn Định vẫn là rất đáng sợ. Và như vậy là thời gian thi đấu chính thức đã khép lại. Và như vậy là chúng ta sẽ đến với những loạt đá lưng lù để phân định ra các tên còn lại tiến vào trận đấu chung kết ở trong cuộc đối đầu giữa Minh Châu và Bamboo. Cà Gôi và Mai Hoàng Phúc. Cú đá chính xác của Cà Gôi và 1-0 cho Minh Châu. Cú đá rất quyết đoán của cầu thủ đá chuyên nghiệp này. Hồng Quý và Tấn Đạt. Hồng Quý vẫn rất chính xác. Đã đúng vào góc trước đó mà Cà Gôi đã thực hiện một đều.
Thậm chí đó là còn là một cú đá hiểm hơn khi bóng lên góc thượng. Và bây giờ Đặng Anh Tài sẽ là người thực hiện, người đã kiến tạo để ghi bàn thắng cho Minh Châu. Nhưng Đặng Anh Tài lại thất bại trên chấm phạt đền. Và cứu thua xuất sắc của Mai Hoàng Phúc, anh đã đoán được ý đồ của cựu cầu thủ câu lạc bộ Thái Sơn Nam. Thành Đạt sẽ thực hiện quả đá thứ hai cho Bamboo. Thành Đạt rất căng, cú đá chìm và khó để có thể cản phá được dành cho Tấn Đạt. Đây là loạt đá thứ ba của Minh Châu, rất quan trọng. Và đó là đẳng cấp của Thịnh Messi. Tỷ số penalty đang là 2-2. Messi đã đánh lừa được Ma Hằng Phúc. Của đội của những người đồng đội cũ tại câu lạc bộ Futsal Sài Gòn. Đình Sói vẫn rất cần, đã đổ đúng hướng đến từ Tấn Đạt nhưng không thể cản phá. 3-2 cho Bamboo. Bá Tiến và Mai Hoàng Phúc không thành công. Hai pha cản phá thành công của thủ môn Mai Hoàng Phúc bên phía Bamboo. Tất cả những hy vọng của Minh Châu đặt vào toàn diện. Còn với Bamboo là Hà Đức Ngọc bước lên thành công. Và chiến thắng chung cuộc dành cho Bamboo với tỷ số 4-2. Ở loạt đá luân lưu qua đó tiến vào chung kết để tranh ngôi vô địch cùng với Chim Cánh Cụt. Một trận đấu đầy chặt chẽ và toàn tính đã khép lại trên chấm phạt đền. Và xin chúc mừng Bamboo. Họ sẽ hẹn gặp đối thủ đã từng đụng độ ở vòng đấu bảng là Chim Cánh Cụt tại trận đấu chung kết diễn ra vào chiều ngày Chủ nhật 20 tháng 11 sắp tới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những cuộc đối đầu tiếp theo. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.